Tùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân gặp nhiều gian khổ mẹ.
con trẻ nguyện sớm chiều tu học, ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, dạng dân bá tánh nước non thanh bình. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt buồn thương. Chốn trần trẻ hơ dài dân hương, thành cầu từ mẫu Tây phương chính đàn. Dân chế hương lời vàng cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn. Lời cầu giọng thấu cung tim, nơi Tây Dương mẫu diệu quyền chứng minh. Nhìn quán cảnh sơn khê non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban, chính do hoàng mẫu thánh an độ cho sinh đi chúng đi một đàn chánh tu. Làng khói bạc nút màu bay tỏ, tâm hương thành hiện rõ diêu cung. Đại hương mẹ ngự không trông, thức tâm y kẻ thế soi chung. Nhật mậu có xuyên bái mậu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dâng nén tâm hương, lại mẹ phủ đức thập phương an lành. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏ, nhớ mẹ hiền lệ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung nghìn y đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương tần mẹ phủ càng khôn,
đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thành viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân chạnh lòng, con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, áng mây lành hiện rõ huyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đón nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh ni giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây điện thiên, mẹ chân nhật nay kinh đàn. Hoa tươi thắm kính dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa. Lời gian cầu thiết tha ai quên, chốn dương trần tở an phù dân. Chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thành tâm đi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ mẫu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành giọng thâu diêu cung. Gánh tù nội chi ba tùng, bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh y phủ quanh y bao khắp, nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin y sanh y chúng sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn dư,
hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung Diêu Trì. Quá thơm ngát con quỳ dâng lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tại ngà dân đó qua xin thỉnh cầu mẹ giáng điện linh chứng ngư đàn. Quả tươi xanh tâm thầm cung kính, tiên trẻ cờ nguyện thành từ tôn. Điển linh y phụ khắp càng khôn, triển khai đại đạo tiếng ngư đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mầu, chúng sinh đều sâu đòi nhà. Quả quả thơm ngát hương lành từ bi, thăm ơn bè khách di sanh sự kỷ niệm. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh ni chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức Diêu Trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Cung cảnh dân thủy thành
đổ dân nghỉ lành bền vững tâm tôn. Sơn khê rào bước nhau vô vào nơi điện thánh rừng nhu tu hiền. Giấc tỷ thơm kiện thiền dòng bay điện mẫu từ phù rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phù ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chung con đầm. Hoằng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thị đến đời hậu tiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương thành tâm y lại mẹ xót thương chứng đi đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyển thành cô tình thêm tay miêu cổ ứng linh thượng tầng tỏ ánh mi quang minh chim lon mẫu ngự truyền kinh răng. Lời mạch huyết đức từ tôn tha thiết khuyên con hiếu trùng giữ vẹn cho tròn. Mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Lòng son dòng y thấu diêu cung dạ dạ sâm mi hợp trồng phòng dẫn ngang quốc thôi hưởng.
sinh đi sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển nghi mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh, mẹ tỏ lời châu quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tình độ thế, điển chân linh phước huệ trải ban, tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lầm hiếu thảo đàn tràn cung ngân. Lộc thọ hiển vinh do hầu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tổ bằng máu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau, thuận tươi màu quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Vậy ai mới bước vào đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo kỳ kinh, lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Sinh chung độ nhân sinh giữ đúng hành tiên, từ đây thiên
nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mấy quyền diện rõ thần thông. Mẹ phần Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện Thiên Mẹ bảo tồn vinh cầu, chôn trung ương Mẹ thủ địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gòm thâu nhân lành. Phụ quân y mẫu trường sanh y bất lào, tài cao minh y sáng ư tạo quyền di. Thiên lùng địa á diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm y lai dương khư, khi thần giáo dành này giữ điển linh. Khi trời do tạo quá sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển minh y chân chân tâm y tâm thâm. Chẳng ngừng quá quá sinh sinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tụ vì thai thanh, mẹ cứu mang canh ni canh thập niên. Tình thâm y mẫu tử thiên liên, mười thu đúng y nhật chia riêng què. Vào tam hương, tám mi quả do mỗi hương định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quan. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai.
nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua Phục hay ngài hay biên qua bát quái phân phát quả hiện linh, chỉ rằng tam hương thanh thanh âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cấp sắc lành gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Vua lưu truyền cơm áo chôn trần để cho người tế thân tâm thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát ngay mẫu tạo ra bằng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh những loài cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhẹ bóng trầm ngân trời, khắp mi muôn nước từ màu dưỡng xanh. Đời dương đế đại dâm từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển dinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu,
thôn làng tình quyền. Kìa lâu đài cung điện uy nga, am chùa quan xa lập ra, hiện thần tiên thánh ni mẹ đà thượng phân. Phật nghi đắp kim thân do màu, có trân y châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, điển quyền linh ni sao trước mẹ ban. Dân ngàn quốc thời thăm ni nhàn, để dưỡng cùng cần đi mẫu hoàng từ tôn. Dập dồn chinh chiến, cùng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến ni dân, quyền linh ni quan điển mẹ dầm đó đây. Lạnh the lụa dài, cùng quả cây hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt nghi đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tương. Hàm ớt hẻ gần đường tiêu tội, khắp nhân sinh này khỏi bệnh đau. Qua xăm ni linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vạn mùi hương, lao tâm y tổng quyết vạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sợ
sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đài mạo áo phù quá, ba tiền vật dùng hiện ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân y mẫu xâm ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá, do mẫu sanh đi ra địa hòa cầu. Sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt xinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu, dầu hoàng thiên khó nổi sanh nên. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngủ cốc dành quá độ nhân sanh. Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu, chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết. Bao tâm vi xương tiết nghi giá băng, đài mây gươm tổ phủ dân, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lạnh phần dành chuyện gió đông, mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, biển sâu làm gió chuyển mây. Điều gió lạnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu giám rầy rãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng quản đắng cay, điển quy quang quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con
lành tỏ hương. Bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân, tất cả do lệnh màu hoàng công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trống rỗng thám mưa sầu nắng tay. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân y binh sẽ đều tận diệt nhân sinh yêu tàn. Phương hương dầm tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị tiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh đi hoành yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang minh. Tâm thầm khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chung sinh hiểu rằng. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được thiện dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu tự giáng bút ngọc linh kỳ. Nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt, chân khí như ánh đi đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bóng hoàng nguyên, chân thận đúng sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm, cắn tu tâm hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi.
chân kinh lệnh mẹ chớ bày quần thần nghề dân võ chẳng ghi lời vàng đại từ con mẫu hoàng cao cả ân đức dài giống ngã đằng sau tao nhân mặt khách anh hào nông thương công sở nở nào lãng ngơ không đền đáp tôn thờ cung cảnh nào